mọi người. Hôm nay Hiếu sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm mới dành cho dòng xe Kia Sorena mà không kém phần tiện ích, giúp cho các chủ xe hoặc người ngồi ở phía sau băng hai của xe Kia Sorena cực kỳ tiện ích và hữu dụng. Đó là băng ghế liền băng hai dành cho dòng xe này. Hiếu đứng kế bên cái băng hai liền mà Hiếu vừa hoàn thành xong. Đó. Nói về dòng xe Kia Sorena mà về ghế VIP á, thì Hiếu làm rất là nhiều xe, không biết là không nhớ nổi là bao nhiêu xe. Tuy nhiên đây là cái băng liền đầu tiên mà Hiếu làm cho cái dòng xe này, mục đích là để mang lại những tiện ích cho người sử dụng nó mà thôi. Nó chỉnh điện nha các bạn, nó chỉnh điện bốn hướng tới lui và ngã lưng, và nó có thể ngã được 180 độ ngã liền để chúng ta có thể nghỉ ngơi khi mà đi trên đoạn đường dài đấy. Thì sau khi hoàn thành, các bạn thấy ngồi dưới giữa rất là liền lạc, và Hiếu tạo cái form mai theo cái form zin của dòng xe. Cái kiểu mai của nó cũng zin, chứng giữa là Hiếu dập lỗ kim ha. Gối đầu cũng chơi gối đầu cúp, và cái màu sắc của nó cũng chọn lựa cái màu kem cho nó kem tối để cho nó phù hợp với cái ghế zin hoặc hai ghế của nó đấy. Thì bây giờ Hiếu thử trượt tới lui cho các bạn xem nhé. Đây là lui, bây giờ tới đi, tới để coi cái hành trình tới của nó đụng ở vị trí nào. Và nó đụng luôn ở vị trí chỗ ngựa này, nó đấy sát luôn nha các bạn. Đó, đó các bạn thấy không, sát luôn, đó, liền lạc luôn. Khi mà hai cái ghế phía trước chúng ta di chuyển, chúng ta ngồi thì chúng ta di chuyển bằng ở vị trí này luôn, nó thành nó liền lạc để chúng ta ngồi. Và Hiếu thực hiện cái thao tác là ngã. Đó, như vậy được chưa các bạn? Đó, các bạn có thể nằm ngã nè, nằm ngủ nghỉ nè. À, cho người lớn tuổi hoặc là trẻ em nữa của mình nằm. Đó, đây. Và hai bên cái chỗ cái ngồi này nó vừa khích luôn. Vừa khích chỗ cái ốp hông hai bên ha, để chúng ta có thể ngã được. Và chúng ta còn có thể di chuyển được ở phía sau. Đó, khi đó hai cái ghế ở phía sau nếu chúng ta dựng lên thì nó sẽ nối liền ở cái chỗ này luôn. Nó nói liền ở vị trí này luôn. Nám ơi, thử bật chỗ cái ghế sau lên, thử nó liền với cái vị trí này. Và các bạn thấy là cái không gian của mình nó rất là rộng. Đó, thì Hiếu có thể chỉnh, mình có thể điều chỉnh nha bạn. Điều chỉnh để cái dựa nó liền vô. Đó, nó đều liền vô. Cái này nếu mà chúng ta muốn sử dụng mà nó bằng nó ngon với cái này thì chúng ta có thể đắp mút ở cái phần này cao lên để cho nó liền luôn. Tuy nhiên như vậy thì dĩ nhiên là khi chúng ta đắp mút cao thì cái phần ngồi chúng ta sẽ cao lên, thì nó dành cho những người mà thấp á thì có thể ngồi nó không có đụng đầu nó, cho nên là cân nhắc. Hoặc chúng ta có thể quay đầu lại, chúng ta nằm ở cái hướng đầu ở đây và gác chân ở bên kia, nó hoàn toàn nó rộng rãi. Các bạn thấy nó rất là thoải mái, rất là rộng rãi khi chúng ta đều sử dụng cái băng ghế này. Và Hiếu cũng cho mai liền để nó không có cái khoảng hở chỗ này để chúng ta cấn lưng ha. Mai như vậy thì nó nằm rất là êm, và cũng có cái lỗ của chúng ta vẫn sử dụng được cái đầu xích bao nha các bạn. Đó, cái lỗ ở đây Hiếu để dưới này, chúng ta kéo lên nó cài cái dây xích bao. Đó, cái xích bao chúng ta cài vô đấy thì nó ok rồi. Bây giờ Hiếu lên, Hiếu chỉnh lên để ngồi lại cho các bạn xem nha. Rồi. Các bạn biết như thế nào mà Hiếu làm hai cái gối đầu không? Bởi vì cái xe này á, là chính giữa là có khoảng trống, nó chỉ là 7 chỗ thôi. Phía sau 3, đây 2 và phía trước 2.
chúng ta làm hai gối đầu thì nó thành hai chỗ, còn nếu các bạn thêm một chỗ nữa, Hiếu làm cái gối đầu như vậy ngay chính giữa được hết nha các bạn. Đấy, đối với người cao thấp thì cái gối đầu này chúng ta di chuyển lên xuống bình thường ngon lành ha. Nó tùy theo cái độ cao của mỗi người thì chúng ta di chuyển cái gối đầu cho nó phù hợp với gối cổ của mình đó. Thì cái này là Hiếu cái hành trình ghế Hiếu đưa ra về hết ở phía sau rồi, thì phía trước các bạn thấy rất là rộng, các bạn có thể đi qua đi lại. Và một cái nữa là khách hàng chúng ta cũng hay quan tâm là chúng ta bước vào băng 3 bằng lối đi nào. Ok, Hiếu sẽ test cái chức năng đó luôn để cho các bạn chúng ta cùng xem nha. Rồi, Hiếu đầu tiên Hiếu chỉnh về hết về phía trước. Như các bạn cũng thấy nó hết là nó đụng cái phần con ngựa luôn, chỗ cái tì tai luôn. Đó, rồi bước thứ hai là Hiếu cho cái dựa lưng này nó đứng lên nó hơi xuyên về phía trước chút xíu. Ok, rồi thì các bạn thấy cái khoảng này rất là rộng, đó, rất là rộng, đủ để chúng ta bước lên đây. Chúng ta đi còn lẹ hơn là trước khi chúng ta làm, chúng phải đi vô trong, đi quặt vô. Hồi này Hiếu chúng ta đi thẳng lên. Ok, rồi này rất là thoải mái. Và bây giờ chúng ta đi xuống thì cũng y chang như vậy. Đó, ra vô rất là thoải mái, không có vấn đề gì hết. Đó, ok. Đó là nhiều khách hàng chúng ta cũng quan tâm là chúng ta sợ cái khe này nó không đủ độ rộng để chúng ta bước về phía sau. Tuy nhiên rất là rộng nha các bạn, các bạn yên chí nha. À, nó phải là hai, nó khoảng là một gang mấy thì nó tương đương với nó gần 3 tấc. Chính xác là khoảng 2 tấc 7, 2 tấc 8 thì chúng ta đi ngon lành rồi. Ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem cái video này của Hiếu. Nhớ like và share để ủng hộ kênh của Hiếu nha. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.